À, cái gì nữa? Bây giờ thầy giả sử là thầy có một bài báo thầy copy trên mạng xuống. Tức là thay vì đánh chữ thì thầy vào dân trí nhá. Đây là thầy chỉ lấy chữ thôi. Nhớ chưa? Chữ và hình ảnh. Đấy, để thầy, người ta thường làm khi mà soạn thảo người ta cũng phải có ảnh và có chữ. À, ví dụ hình ảnh thầy lưu lại ảnh ở đây. Đấy, cho vào có ảnh nhá. Rồi bây giờ thầy lấy cái bài của ông tổng thống này, ông chuẩn bị được không biết là ông có thắng cử không. Đấy. Rồi bây giờ thầy cho vào đây nhá. Đầu tiên cho vào nó cứ lộn xộn kệ nó. Cả lớp nhớ chưa? Mình chỉ cần là tài liệu là cái nội dung của chữ. Bắt đầu mình vào mình mới chỉnh. Đấy. Nào bây giờ cả lớp nhìn lên. Rồi, bây giờ các em nhìn thấy này, chữ của thầy là chữ chữ nguyên bản của cái trang web cho vào đây, nó chưa chưa được format đúng không? Chưa được format, thì bây giờ thầy lấy tiếp cả cái tiêu đề nữa, tiếp vào tiêu đề nhá. Rồi bây giờ thầy, tức là chúng ta khi làm việc chúng ta phải chuẩn bị nội dung đã, xong người ta bắt đầu mới dàn sau, ta mới format sau. Đây là cái nội dung. À, cái tiêu đề của ông ấy đúng không? Rồi bây giờ thầy xem có chỗ nào tiêu đề nữa không? Thầy copy thêm một tí nữa nhá, để nó có hai ba ví dụ cho chúng ta nhìn. Đấy, vào đây cho thầy cho phần cuối đúng không? Rồi hình ảnh ví dụ đây ảnh như này, bầu cử như này, như này thầy cho vào đây. Đấy, ok nhá. Bây giờ thầy lại lấy thêm tí nữa thầy lấy thêm cái phần tí nữa lấy sau cái caption sau. Thầy copy chỗ này đã. Nó bị gì nhỉ? Bị chậm do máy tính thầy chậm đúng không? Ok. Rồi bây giờ thầy cho xuống dòng tiếp theo. Đấy. Thế bây giờ một cuốn sách mà đọc dày như này thì khi mà làm sách giáo khoa hay là sách gì đó thì nó rất là bí đúng không? Ta đọc cái dòng, cái mắt của ta đọc nó không thoáng. Các em hiểu chưa? Tức là khi mà chúng ta làm khuôn in thì nó sẽ rất là gì? Rất là dày. Đấy, và nó bí. Thì đây là một cái trang trên mạng mà người ta post post chữ vào thôi. Thế bây giờ mình sẽ làm theo cách của mình. Nội dung thì thầy lấy đây rồi. Nhìn lên nhá. Ghi vào này cho thầy này. Đấy, nội dung thì thầy ấy rồi. Thế bây giờ thầy mới format. Nào bây giờ format này, bước format nhá. Hôm trước là chúng ta làm trực tiếp ở đây. Bây giờ cái phông này là Times New Roman. Đấy, bây giờ ta mới làm hai format cho hai phần. Phần thứ nhất cho tiêu đề người ta gọi là heading. Phần nội dung người ta gọi là content. Nhớ chưa? Tiếng Anh người ta gọi là content. Còn phần tiêu đề nó gọi là heading. Thế thì chúng ta mới nhấp vào cái mũi tên ở trong menu home, ở cái chỗ mà hôm trước thầy nói là có một đống kiểu đấy. Đấy, mũi tên chỗ này, chỗ cuối này. Đúng chưa? Đấy, mũi tên chỗ cuối nhá. Nhớ này. Sau đó thầy vào cái nút bên trái góc, ở bên dưới góc trái cuối cùng, góc trái bên dưới của cái menu đó có chỗ là hiện ra chữ New Style thì nhấp vào đây thì nó lên cái bảng New Style. Thầy đặt tên ở đây là tiêu đề. Đấy, tiếng Việt là tiêu đề, được chưa? Đấy, đặt là tiêu đề nhá. Các em đặt tên là gì được để nhớ thôi. Thầy đặt là tiêu đề, cả lớp hiểu chưa? Xong bây giờ thầy mới chọn phông chữ ở trong bảng này là Times New Roman. Cỡ của nó là 24 thì bây giờ thầy cho cỡ nó là 25.
Đấy, tùy các em nhá, cho nó hợp lý. Thầy cho màu nó là màu xanh. Được không? Ok chưa? Màu xanh nhá. Đấy. Thế bây giờ thầy sẽ chỉnh cho nó dòng nữa, cho nó thưa hoặc nó dày ra, thầy lại ấn thêm vào chữ format trong bảng. Thầy chọn paragraph. Đấy, phần chỗ này. Đấy. Thì trong paragraph thì các em nhìn thấy này. Chỗ đây là kích thước của các dòng, ví dụ dòng đơn, dòng đôi, dòng double, dòng 1.5, vân vân, dòng chính xác. Đấy, thì ta đánh vào đây, ta chọn cho thầy là 8 PT là 8 point. Rồi. Đấy, 8 point nhá. Bây giờ thầy các em nhìn thấy là cái này căn trái thì thầy để left, còn căn phải thì thầy để right, căn giữa thì thầy để center, căn đều thì thầy để justify ở cái chỗ alignment ấy. Đấy, chỗ này nhá. Thế bây giờ thầy để cứ để left thôi. Chúng ta nhìn lát nữa các bạn vào các bạn thử để kiểu khác. Rồi trước khi để chúng ta chỉ làm đến đây thôi. Thế mà thầy muốn cái dòng đầu tiên của cái tiêu đề nó thụt vào bên trong 2 cm hay 1 cm thì thầy nhấp vào đây. Đấy, thầy nhấp vào chỗ này nhá, thầy chọn là 2 cm. Rồi. Chỗ này thì thầy chọn cho là first line, tức là cái dòng đầu tiên của cái cụm tiêu đề. First line là dòng đầu tiên mà first là đầu đúng không? Đấy. Rồi, first second là thứ hai, thì bây giờ mình chọn first. Thầy nhấp ok. À, nó bảo là gì? Lỗi sai giá trị đúng không? Ở chỗ này đúng rồi. Xóa mở chữ M đi. Ok. Xong. Bây giờ thầy nhấp ok nhá. Rồi, thế là chúng ta thấy là cái tiêu đề này nó thụt vào 2 cm chỗ này. Ta thấy nó xấu hơn đúng không? Bây giờ ta lại cho lùi lại, ta lại vào tiêu đề. Đây thầy đang nói kể cả làm và thử và sai, thử và sửa. Ta lại modify. Modify tiếng Anh có nghĩa là sửa. Đấy, được chưa? Thì thầy lại cho nó vào mấy cm? Ta lại đưa vào nó là 1 cm. Đấy. Và chỗ này ta xóa nó đi. Không. Được chưa? Nhấp ok nhá. By không, tức là để cho nó không thêm một cái gia tăng một sự cố nữa. Đấy, ta nhấp vào đây. Đấy, các em nhìn thấy không? Đấy, nó lùi ông này lại, đúng không? Rồi, bây giờ thầy xong cái tiêu đề. Xong tiêu đề nhá. Tiêu đề thì các em nhìn thấy này, chỗ dòng đen này bây giờ thầy không cần phải làm nữa. Thầy chỉ cần bôi đen cái chỗ tiêu đề thứ hai và thầy nhấp vào cái style có tên mà ta vừa tạo đây. Nhấp vào đây. Được chưa? Thì lập tức nó copy đúng như là trên. Đấy, nó sẽ làm đúng như là phần này. Đúng không? Có nghĩa là ta làm để cho sau ta áp dụng. Rồi bây giờ các em lại theo dõi thầy làm tiếp là một cái style cho nội dung content bên trong. Thầy lại nhấp vào đây. Thầy chọn new style, thầy gọi là content. Content nội dung, gạch ngang nội dung cả tiếng Anh cả tiếng Việt nhá. Đấy. Nếu các bạn ok luôn thì nó sẽ xếp vào đây. Xếp hàng vào đây. Và lớp như lên đăng ghi lý thuyết, nó sẽ xếp hàng vào đây. Nhớ chưa? Còn nếu mà làm xong thì nó chưa bao giờ ta ok, nó xếp hết vào đây, nó ghi vào trong danh sách đây. Đấy, bây giờ thầy nhấp ok này. Ok là content. Content mới đặt tên thôi, chưa có gì cả, chưa format gì cả. Bây giờ thầy lại modify để sửa lại nó. Rồi, cỡ chữ bây giờ thầy cho là 13 đi, cho nó nhẹ nhàng. Được chưa? Rồi, màu là thầy cho màu đen. Đấy, content là phải màu đen. Format thầy chọn paragraph, đúng không? Đấy, chỗ này các em cho thầy là 1.4, 1.4 hay 1.5 nhá. 1.5. Được chưa? Tiêu chuẩn. Left thầy để 1 cm. Được chưa? Outline thầy để body text, cái này căn trái thôi. Rồi bây giờ thầy ok này. Ok. Ok. Thế bây giờ nó ta chưa tác động vào vì cái này dòng này lúc nãy là tác động vào kia. Bây giờ ta lại nhấp cái chỗ phần đen này, ta chọn là gì? Tiêu đề. Đấy, để cho nó trở về. Rồi bây giờ các em nhìn thấy này.
tất cả những cái dòng chữ nội dung ta nhấp vào content nội dung đấy, nó màu độ nó sẽ ra như này. Còn ấn phát nữa, bây giờ ta lại chuyển về modify rồi các bạn lại sửa lại cho thầy nhé. Đấy, modify được chưa, vào lớp đi. Đấy, thầy chọn là level 1. Cái này chúng ta before chúng ta cho, ta cho chỗ này là 1.4 được chưa, 1.4 nhá, 1.4 ok. Rồi chỗ này ta nhấp cái bâu này lên, nhấp cái nút mà chữ B này lên được chưa. Rồi bây giờ thầy nhấp ok này. Đấy, nó đã trở về. À, cái chữ này chúng ta nhìn thấy nó khác hẳn với chữ phía dưới đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ làm như sau. Thầy không, cái này thầy sẽ không để cho nó chạy vào trong kia nữa một chút nữa. Thì ta lại paragraph đúng không? Đấy, ta chọn là first line. First line thì chỉ có dòng đầu tiên nó chạy thôi. Cho cái này lên 1.6, cho thưa ra một chút. First line nhá các bạn, nhớ chọn cho thầy first line nhá. First line và cái này các bạn chỉ cho là 0.5 nữa. 0.5 cm. Ta nhấp ok. Đấy, các anh em nhìn thấy không? Cứ mỗi một câu nó thụt cho chúng ta đúng cái dòng đầu tiên là bao nhiêu nhỉ? 0.5. Rồi bây giờ thầy cho tất cả chỗ này đều giống cái kia. Bởi vì làm sách mà chỗ trang này nội dung một kiểu, trang khác nội dung một kiểu là không được, mà chúng ta phải thống nhất cùng một nội dung. Đấy, ngon chưa? Rồi. Này chúng ta lại nội dung đấy, thế là tất cả giống nhau, không có một chỗ nào khác cả, được chưa? Rồi à, bây giờ thầy đẩy hết chỗ này về cùng xuống tận dưới này, thầy chọn à, ok. Rồi đấy, các em nhìn thấy không, tức là lúc này dòng chữ của nó đã đều theo kích thước chúng ta là 13. Ta sẽ đây đặt tí nữa. Ta đây rồi là ok chưa? Thầy sửa lại. Thầy sửa lại là chủ yếu để cho các em nhìn thấy. Đối với nội dung thì thầy căn đều hai bên, thầy chọn justify chứ không căn trái như tiêu đề nữa. Đúng chưa? Nhá. Ok, bây giờ thầy ok. Đấy, các em nhìn thấy không? Tất cả căn đều hai bên, nó không còn thụt lên thụt xuống ở bên tay phải nữa. Cả lớp hiểu chưa? Mà học Word ở ngoài các trung tâm nó không biết cái này, mà nó cũng không nghiên cứu, nó cứ làm từng trang một đến lúc là chúng ta đi làm Word nó khổ. Cả lớp hiểu không? Đấy, và bây giờ các em đã thấy là thầy đã trình bày cái trang này, khi mà chúng ta in ra lên khuôn thì nó đều tăm tắp. Còn nội dung là do khách hàng nữa, khách hàng gửi cho các em nhé. Khi các em nay mai vào phòng thiết kế thì nội dung của sách là do khách hàng gửi, các em không được sửa mà các em cũng không phần cần phải quan tâm, các em chỉ dàn sao cho nó đều, xong ta lại in lại, ta trả lại họ. Thế họ đọc lại một lần, họ thấy sai chính tả thì họ mới bảo ta sửa cái chỗ nào ta sửa, chứ không ta tự ý thêm bớt câu vào trong. Đấy là nguyên tắc đi làm, nhớ chưa? Bây giờ tác giả gửi cho mình sách, mình đi sửa câu người ta, đến lúc nó bắt đền mình, đúng không các em? Mà sai cũng để bắt nó sửa, để bắt họ làm nội dung chính tả, ta chỉ làm dàn sao cho nó chuẩn. Mà các em chú ý này, chương trình dàn trang của Word này là áp dụng làm sách rất nhiều. Còn thiết kế các thứ thì chúng ta lúc đấy ta sẽ, thầy sẽ dạy nâng cao lên bằng các phần mềm khác. Rồi chúng ta phải học từ cái dễ cho đến cái khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chèn ảnh vào, cả lớp như này. Chèn ảnh thì nhiều lúc người ta lại chèn không phải là cứ tiêu đề là ảnh luôn, mà người ta chèn theo nội dung của cái câu văn ở bên trong cuốn sách. Chẳng hạn như thầy chèn sau cái dấu chấm này. Đấy, thì nó xuống đây thì thầy chọn insert, thầy chọn picture. Được chưa? Đấy, thầy chọn desktop, lúc này ảnh của thầy là ảnh desktop ở kho ảnh đúng không? Rồi bây giờ thầy cho
Tổng thống Trump đó đây. Đấy, lúc này các bạn ở đây có bốn góc, các bạn kéo nó nhỏ lại. Được chưa? Rồi, nếu mà các em muốn cuốn sách mà nó lại chạy sang cả bên này nữa, đây là kiểu trên dưới, hình ảnh ở giữa, câu văn ở trên và câu văn ở dưới. Thì bây giờ ta muốn là câu văn nó chạy xung quanh quyển cuốn cái ảnh thì ta nhấp vào đây. Đấy, sau đó các em chọn cho thầy square, ta chọn chữ nào nó hiện lên square nhé. Đấy, nếu không hiện ở đây thì các bạn chọn vào đây hoặc see more, tức là xem theo, xem tiếp thì chúng ta chọn vào đây. Nào bây giờ chúng ta chọn nào square đây. Đấy, thì các em nhìn thấy là chữ nó chạy xung quanh, ta dịch cái này sang bên đây. Đấy, thì lúc đó chúng ta nhìn thấy chữ là nó chạy xung quanh, nhưng chữ sát ảnh quá. Bây giờ thầy muốn là cái chữ này nó lùi ra xa bức ảnh một chút. Đấy, lùi ra xa bức ảnh một chút thì thầy chọn là position ở đây. Ở chỗ này là mặc định của nó. Đây, thầy chọn tiếp vào đây nhá, chỗ see more. Đấy, sau đó thầy chọn take warping. Thì ở đây các em nhìn thấy này, có chỗ both side là hai phần, trên dưới và bên phải bên trái. Thì các em chọn cách, khoảng cách phía trên là 0.5, top là 0.5, bottom cũng cách dưới là 0.5. Rồi left chúng ta cho 0.6 đi. Đây 0.6, tùy theo mà chúng ta trang trí cho nó, đúng không? Ok chưa? Ok. Các em nhìn thấy nó cách ra chưa? Đúng không? Cách đều khoảng cách chúng ta. Đấy. Thế chúng ta nhìn thấy là nó vào trông rất là đẹp, đúng không? Còn nếu mà mình thích cái kiểu mà giãn cả dòng thì cũng được. Ta cho đẩy ra đây và ta cho cái ảnh to lên. Đấy. Còn các em thích lùi thì các em lùi vào. Đấy, nó sẽ lùi vào đây. Các lớp hiểu chưa? Rồi bây giờ này, thích ảnh nó có viền. Thầy dạy luôn nhá, vì máy tính của thầy nó hơi chậm. Ta chọn nhấp chuột phải vào trong ảnh, ta chọn format picture. Đấy, format picture. Thì khi mà chọn thế rồi thì chúng ta nhìn thấy này, bức ảnh của chúng ta ở đây có 4 phần. Chúng ta chọn film and line bên này, thì chọn line là đường viền. Đấy, solid line là đường viền đậm. Thầy tăng cỡ của đường viền lên. Thì em nhìn thấy là đường viền nó có viền chưa? Có chưa? Đấy, có viền. Màu thì chúng ta ví dụ chúng ta cho màu đỏ thì nó là viền đỏ, mà chúng ta cho màu vàng thì nó là viền vàng, cho màu xanh nó là xanh. Đấy, nhớ chưa? Đấy là viền nhá. Còn bóng, bóng thì bên này chúng ta chọn shadow. Shadow là bóng che, tiếng Anh có nghĩa là cái bóng nó phủ lên. Các em chơi các game rồi các em biết, đúng không? Rồi ta cho khoảng cách của bóng là distance. À, thì cho lên một tí thì cái bóng nó chạy dài ra nhá. Còn angle là độ, độ của bóng. Đấy, độ của bóng. Blur là độ mờ của bóng. Đấy, bóng nó mờ. Transparency là độ trong suốt của bóng. Ta giảm đi bao nhiêu phần trăm thì nó đặc lên, và ta tăng lên thì nó sẽ trong hơn. Đấy, đấy là cái cách mà ta format. Còn nếu ta không format nó thì ta lại trở nó về mặc định. Nhớ chưa? Ta lại cho nó về không. Đấy, thầy nói thế là cả lớp hiểu rồi. Các em hiểu chưa? Thầy lại cho về không, giảm về không thì nó không làm gì nữa. Nó chỉ có đường viền thôi. Đấy. Rồi thì đấy là thầy đã nói xong về phần format cả tranh, cả ảnh, cả chữ, cả tiêu đề. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm, nó có hai cột. Thì các em vào layout, chúng ta chọn chữ, chọn phần chữ. Layout chọn phần chữ nhá. Sau đó chúng ta chọn column, chúng ta chọn hai cột. Đấy, thì nó sẽ ra hai cột. Chúng ta chọn chữ chỗ nào thì nó sẽ định hai cột chỗ đấy. Các lớp hiểu chưa? Ngon chưa? Ngon rồi nha. Bây giờ thầy ghi phim mà lớp vừa xem trên YouTube vừa làm theo. Nhớ không? Rồi bây giờ để đợi thầy ghi. Bài này các em học thì có nghĩa là kỹ tất tần tật.
kể cả một cuốn sách em dàn một lúc là xong, chứ không phải là ngồi làm từng trang. Nếu học tin văn phòng ngoài các cửa hàng mà nó dạy thì các trung tâm dạy thì các em không biết một cái gì, chỉ biết gọi là qua qua làm đấy. Nhưng mà thầy dạy là gì? Làm theo khuôn, làm theo công thức. Lớp nhớ chưa? Làm đồng loạt. Bây giờ nha, các em biết là một ngày trước đây thầy làm chế bản cho mấy công ty in luôn, thì thầy một ngày thầy dàn hai cuốn sách, mỗi cuốn sách 2.000 trang, tầm như thế là 4.000 trang. Còn thầy phải ngồi làm trong 2 ngày, thì một ngày mỗi ngày thầy làm một cuốn, làm một lúc thôi. Đấy, xong rồi lại gửi lại cho người ta. Rồi bây giờ thầy